Vâng, xin chào anh em nhé. Hôm nay là Yên Bonsai là giới thiệu anh em là một cái tác phẩm sung. Đây thì hôm nay Yên Bonsai giới thiệu cho anh em là một cái tác phẩm sung. Đấy. Ông Trường ơi, cây này ổn không? Giá tương đối hợp lý anh em nhé. Cây này thì vanh của nó khoảng tầm 1, 2, nó to phết đấy. Để giới thiệu anh em là quay cho anh em xem cái bệ trước đó. Cái bệ nó cực kỳ quái anh em nhé. Cái này cái hai mặt như nhau anh em nhé. Ôi, cái bệ của nó thì bệ to ghê đấy. Thì để cái thước xem nó khoảng tầm bao nhiêu này. Về nó khoảng 60 ngang 60-65 cái đồng, cái chiều ngang này anh em nhé, chiều dọc này của nó là 80-90 80 ngang ngang bẻ 80-85 có thể gọi cây sung này là cây mẫu tử cũng được anh em nhé. Phần tử của nó làm rất mềm, chân tay bẻ to đẹp đấy. Cây nhìn giống như hình con thú nhỉ, ốc chưa nhỉ? Trông như con, nó gọi trông như con đấy. Gà nó nằm cây sung thì anh em thấy à? Một cây sung giá tương đối hợp lý anh em nhá. Đấy, anh em xem, anh em thích thì alo trực tiếp, mình không báo giá trên đây đâu. Đấy, một quả bệ thú. Cái đường chuyển cây rất là đẹp anh em ạ. Đây đang làm lại cái hồi đầu này. Đấy. Cái đường chuyển cây rất là mềm. Con tử của nó rất là đẹp. Đấy. Cây là có mẹ có con. Đó là một cái sung anh em nhá. Bên cạnh đấy là giới thiệu cho anh em là hai cái tác phẩm xanh. Đây các bạn nhé, một cái tác phẩm xanh dáng làng ở đằng kia ấy, mới lên chậu anh em nhé. Đây là hai cái bẻ mới mua, là cả công cẩu về là độc tiền bẻ, không là 21 triệu tiền bẻ. Đấy. Một cây nó lên chậu như hoàng hậu lên ngôi, cây rất đỉnh anh em ạ. Đấy, tiếp tục là mình sẽ quay, đây là cái hình ảnh tổng thể của nó. Đấy, sau đó là mình sẽ quay chi tiết anh em xem. Cây này trước quay rồi nhưng mà lúc đấy là chưa về cái chậu này anh em nhé. Đấy, cái chậu này mới lên chậu là được hai hôm nay, chuyển chậu anh em ạ. Trước đó là dưới cái chậu cái sung kia kìa. Đấy, một cái cây rất khủng anh em ạ. Một cái tác phẩm rất lâu năm mới được một cái tác phẩm như này anh nhá. Một cây tác phẩm trực đây, xem cái bệ của nó này, bệ của nó chảy hết rồi. Cây này chắc tổng chiều cao khoảng 1m7, 1m8 anh em ạ. Bám đá trên một cái đây là chủ vườn làm đúng là bám trên một cái đá là hình con rùa anh em nhé. Đây, đúng hình con rùa luôn. Một tác phẩm xanh rất già rồi. Đấy. Thì đây, quay lên đây để cho anh em xem, anh em mà có giao lưu với anh em cứ alo nhé. Đấy. Một cái tác phẩm xanh kinh điển, giá kinh điển luôn đấy. Giá cũng tương đối hợp lý cho anh em giao lưu nhá. Đấy, tiếp theo là bên kia là mình sẽ quay cho anh em xem một cái cây xanh. Đây, chào chú Sáng nhá. Anh em chơi cây trên cả nước nhá. Vâng, và đấy, chú Sáng giới thiệu qua cho anh em một chút về cái tác phẩm xanh dáng làng nhỉ chú nhỉ? Tác phẩm hồn quê. Đây là một tác phẩm hồn quê. Hồn quê. Đấy. Dân dã thôn quê. Cây này là như chú vừa bảo là cây này là mới lên chậu, mới thay chậu hôm qua hôm kia nhỉ? Rồi, hôm kia xong mới thay chậu. Đấy. Trước là Yên Bonsai là có quay cây này rồi, nhưng lúc đấy là nó ở dưới cái chậu mà
ở ngoài kia mà đất đai nó ở dưới thấp nhìn nó xấu, với cả nhìn nó không thể thể hết cái dáng của nó được. Thì vừa rồi chú Sáng là cho lên thay một đôi chậu này, thì cho lên thì gọi mình ra gọi là quay cho anh em cùng xem. Cây cực khủng luôn anh em ạ. Sắp tới này chắc là chú sẽ cho cây này đi triển lãm. Đấy. Đây các bạn, một cái cây rất khủng anh em. Cây cây kiểu như cây cổ ngày xưa là các cụ hay ký xỉ than này. Đấy. Thì vừa rồi là những cái lượt dăm như này là chú là bóng hết. Mình đang tham khảo với chú là lên là làm dăm kỹ, lên tuốt hết sạch lá đi, bấm kỹ như là cái cây ở sân của mình ấy. Đấy. Thì nó sẽ rất là đẹp, nhìn trông nó sẽ nâng cao cái giá trị nghệ thuật hơn. Đấy. Một cây dăm này, cây này rộng nó chắc phải tán nó khoảng phải, cây này phải 3 mét đấy chú nhỉ, được ngang 3 mét. Đấy, thì vừa cháu giới thiệu cái cây tác phẩm Xanh Quê, Hồn Quê này của chú ấy, thì xem chú có báo giá trên đây không hay như nào chú nhỉ? Cái giá thì thôi để anh em lúc nào cứ alo trên điện thoại. Vâng vâng, có nghĩa là cho bác anh em nào mà yêu quý đúng không? Yêu quý cái tác phẩm Hồn Quê này thì anh em cứ liên lạc trực tiếp. Vâng, thì tí là cái video này thì mình sẽ cài cái số ở luôn ở đầu video cho anh em nhá. Đấy, mà chú đọc luôn cái số của chú đi nhỉ? Rồi, số 0354. Vâng. 857 166. Và chú đọc lại lần nữa nhỉ? 0354 này. 857 867 166. Vâng, ok ạ. Đấy anh em nhá, thì cái số của chú đấy thì anh em mình thích thì anh em có thể alo trực tiếp cho chú ấy nhá. Đấy. Một cái tác phẩm Hồn Quê rất đẹp. Đấy, bên đây là đây bên này là một cái tác phẩm Xanh Em Điền. Đấy, chú còn rất nhiều cái tác phẩm mà xanh rất là đẹp. Đấy. Giá thì anh em có thể alo trực tiếp. Ông Trường thích cây nào chưa? Cây nào cũng thích đúng không? Cây nào mà mắt hết. Đấy. Một tác phẩm Nam Điền dáng làng như cái đĩa bay, tác phẩm đĩa bay. Đấy. Mà nhìn hoành tráng nhỉ. Còn đặt có một đôi đặt trước cửa biệt thự nhỉ. Tổng hoành tráng. À, giới thiệu luôn cho anh em là một cái tác phẩm Xanh Quê. Xanh Quê này, tác phẩm này là mới về nha anh em nhé, là mình chưa quay bao giờ cả, hôm nay là từ đây quay cho anh em luôn. Một tác phẩm Xanh Quê thì cực kỳ già rồi. Đấy. Đây cái bệ của nó đây, bệ này dễ là bết hết, bệ dễ to anh em nhé, không có dễ cám quấn đâu. Một cây dáng trực rất già, cũng trên đá rồi. Đấy, cái bẹ của nó bẹ chảy hết rồi. Đấy, quay là mong giáo lưu anh em có ý cũng muốn gọi thẳng cho chủ vườn thì có thể là mình sẽ để anh em gọi thẳng cho chủ vườn. Đấy. Vì thực sự ra thì nói với anh em thì nhiều lúc cũng khó, bởi vì nhiều lúc nhiều anh em thì nhờ lấy hộ, thực ra là có khi là mình hỏi sẽ rẻ hơn, anh em lấy hộ anh em hoặc là anh em hỏi sẽ đắt hơn chẳng hạn đấy. Nhưng nhiều anh em mà muốn hỏi trực tiếp chủ vườn thì đấy, hôm nay mình cài số mấy video mình cài số cho anh em hỏi trực tiếp nhé. Như hôm qua đấy có cái số hôm qua giao lưu luôn được 4 cây cho anh Kiệp đấy, thì rất phấn khởi. Hôm nào giao dịch thì mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Đấy. Giờ video này là những một số cái cây là mình Xanh Quê ấy, và cái sung mình giới thiệu cho anh em đấy, thì anh em ưng thì anh em alo nhé. Tác phẩm sung kia thì tôi nghiên cứu tác phẩm sung này. Đấy. Đang nghiên cứu cái tác phẩm sung này anh em nhé. Đấy, nếu mà thấy hợp lý là yên một size sẽ giao lưu. Cây nào cũng thích, mỗi tội là tiền không có. Đấy, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nhé. Anh em ưng thì cứ liên hệ trực tiếp cho chú Sáng nhé. Xin chào tạm biệt anh em.